Vừa qua trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm khiến cho một người tử vong. Đáng chú ý, nạn nhân là anh trai ruột của nghi phạm. Chỉ vì ngăn em trai hành hung vợ, người anh đã không may tử vong dưới lưỡi dao của em trai. Vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 20 tháng 3, Văn Phú Quốc, sinh năm 1972, ngụ ở khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cự cãi hành hung vợ tại nhà. Lúc này, anh ruột của Quốc là Văn Phú Quế, sinh năm 1959, nhà ở bên cạnh, đến can ngăn. Quốc bất ngờ đâm anh ruột dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng cầm dao cố thủ trong nhà. Sau khi được lực lượng công an cùng gia đình động viên, Quốc đã buông dao và được đưa về trụ sở công an phường 2, thành phố Sa Đéc. Đối tượng Quốc bị bệnh động kinh nên cơ quan công an đã đưa đối tượng đến bệnh viện để điều trị. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. Vụ việc đau lòng xảy ra với nạn nhân là nỗi mất mát đau thương quá lớn với gia đình và người thân. Hy vọng gia đình bớt đau thương và sớm vượt qua nỗi đau này.